thiệu cho các bạn dụng cụ lọc nước tại vòi G-Gen 15. Như các bạn đã thấy, đây là nước từ vòi bình thường, còn đây là nước đã qua lõi lọc 7 tầng. Đầu lọc nước tại vòi G-Gen 15 có khả năng lọc sạch các thành phần gây hại, siêu sạch, siêu trong, không còn bất kỳ một tạp chất nào. Nhanh tay sở hữu ngay một chiếc máy lọc nước để bảo vệ gia đình bạn với giá ưu đãi cực sốc. Chỉ duy nhất hôm nay giảm giá lên đến 50%. Đăng ký ngay, nhận ngay ưu đãi. Máy lọc nước tại vòi G-Gen với thiết kế nhỏ gọn và lọc được 4.000 lít nước mỗi năm. Đầu lọc nước tại vòi G-Gen 15 sử dụng công nghệ Nhật Bản giúp lọc sạch các độc tố gây bệnh như arsen, amoni, các kim loại nặng, cặn bẩn, khử sạch mùi trong nước, giữ lại các vi lượng tốt, có lợi cho sức khỏe. Sản phẩm được sản xuất bằng nhựa cao cấp ABS, dễ dàng tháo lắp, vệ sinh. Bộ lọc có thể lắp được tất cả các loại vòi sử dụng trong gia đình bạn, đảm bảo nguồn nước luôn sạch và an toàn mà không lãng phí nước, không hao tốn điện và không tốn diện tích. Còn chần chờ gì nữa mà không mua ngay một chiếc máy lọc nước tại vòi G-Gen vô cùng tiện ích để bảo vệ sức khỏe cho gia đình bạn ngay hôm nay. Giao hàng tận nhà, nhận hàng, kiểm tra hàng rồi mới thanh toán. Liên hệ hotline để đặt mua ngay hôm nay.